Xin chào các bác. Hôm nay em giới thiệu có mấy cái loại chậu, những cái chậu để có thể sử dụng để ươm ki các bác. Giới thiệu bác đây là chậu chậu phi 10. Chậu phi 10 này thì để em ra lấy cái cây để em thử một cái chậu để ươm cho các bác xem. Đây là ươm bằng chậu phi 10 các bác này. Nó cũng có thể làm một cái chậu đỏ. Đây. Khi bác có kỳ các bác thả vào cái chậu phi 10 này đây, kích thước nó bằng nhau. Sau đó các bác thả vỏ thông với cả than củi xong rồi ở trên là phủ mít rêu trắng. Và có bao nhiêu kỳ các bác thả ở đây. Sau đó sang khi mà các bác nuôi được 1 năm thì năm thứ 2 các bác có thể bóc cái mảng dớn trắng này ra. Xong đặt vào một cái chậu khác. Nó rất là tiện. Cái chậu phi 10 này thì vừa được cái khay 12 lỗ. Nó có khay 15 lỗ này, 12 lỗ này. 9 lỗ này. 6 lỗ này. 4 lỗ này. Đấy. Cái chậu phi 10 này em bán là 1.500. Rất thích hợp cho việc ươm ki các bác. Có thể các bác đút vào đấy xong rồi tạo ra một cái khay. Còn cái phi 10 này thì cái đế nó bé cho nên khi mà các bác đặt vào đây ấy, thì không được. Cái này không thể tưới nước được. Nó có thể bay mất. Chậu 12. Đây chậu 10, còn chậu 12 thì từ chậu 12 trở đi các bác. Thì các bác có thể đặt được vào ấy rồi. Đặt vào cái vỉ lan này. Cái vỉ lan này bán là 25.000. Vỉ này là kích thước 3663. Đây. Chậu 12 là mình đặt vào đây mình trồng được rồi. Cũng làm như chậu 10 ấy, chậu 12 để ươm ki. Đa số em bán là những cái loại kín sườn. Loại kín sườn thì trồng cái rễ thân thòng nó không bị chui ra ngoài nhiều thì cây sẽ phát triển ở bên trong này sẽ tốt hơn. Rễ thân thòng thì nó không có gió, nó gió nó vào nó có thể làm chết, cho nên là càng kín thì càng tốt. Hở ít này để nó xốp vào thôi các bạn. Chậu phi 12 em bán là 2.000. Còn chậu phi 14 này đây là bắt đầu trồng được, có thể trồng được những cái chậu những cái cây phi điệp bình thường rồi. Là 3.000. Còn chậu phi 16 thì lại ươm được nhiều kỳ hơn. 4.000. Chậu 18 5.000. Chậu giả đất đen. Cái này là phi 14.5 này. Đấy. Chậu giả đất đen là phi 14.5 này thì nó như là một cái chậu đất nung nhưng mà nó nhỏ. Ưu điểm nó nhiều lỗ cho nên các bác có thể trồng được cả giáng hương vào đây. Em bán là 5.000 một chậu. Còn loại phi 17. Đấy là phi 15 nhé, còn phi 17 này em bán là 7.000. Đấy cũng to phết đấy. Còn loại phi 21 này là 9.000. To, đấy là loại to nhất. Đây phi 23 to nhất là 13.000. Đấy, còn chậu giả đất đen thì nó rẻ hơn loại đỏ 8.000, kia là 9.000. Còn loại đây là loại chậu giả gỗ nhưng mà nó không có lan. Loại này em bán 10.000. Còn chậu giả gỗ có lan phụ này thì em bán là đây là đường kính 20. Đường kính 20 thì em bán 10.000. Còn chậu giả gỗ có lan phụ là phi 25 này. Phi 25 này thì em bán ở đây một cái này. Đây là em bán là 14.000. Còn phi 30 là 17.000. À cái chậu đen còn có một loại chậu phi 23 này là 12.000 này. Cái này để trồng lan kiếm. Rất là tốt các bạn. Còn đây là những cái cốc mô. Cốc mô để trồng những ki bé. Cái này thì nó vừa được cái khay 15 lỗ. Cái khay lỗ thì em bán là 15.000 một cái. Đấy là các loại chậu nhà em hiện nay đang bán. Còn các loại vật tư lan gồm có Atolic Hùng Nguyễn này. Phân trắng Nhật loại này bán cho bón cho cây lan đột biến được này. 140.000 một túi. Còn đây là kẹp nhỏ này. À kẹp bướm to 70.000 100 cái. Kẹp nhỏ là 50.000 100 cái. Vỏ thông số 1 bán 10.000, còn số 2 là 10. Số 2 thì nó to hơn số 1 tí, chắc được phân. Là 12.000. Số 3 to hơn số 2. Loại này trồng phi điệp này.
Đấy. Còn số 4 thì có thể trồng được cả giáng hương các bạn. Đây. Có thể trồng được cả những cái đôi cáo hay là quế. Lá bọt Indonesia. Cái này trồng địa lan hoặc hà lan hài hoặc kiếm. 10.000 một cân. Phân dê 15. Phân chuồn quế 30. Đây là rêu sâu. Rêu sâu để bón cho lan đột biến đấy. Rêu sâu em bán là 30.000 một lạng. Rêu xanh là 40.000 một cân. Rêu trắng 150 một cân. Dớn cọng. Dớn cọng trồng lan đây. Cái này trộn phân dê cực kỳ tốt trồng lan này. Nó thoát nước nhanh mà. 30.000 một cân. Vỏ thông kiwi là 45.000 một cân. Đây là vỏ thông nhập khẩu. Và dịch chuồn quế là 120 một lọ. Dịch chuồn quế này bón tốt lắm. Nó là dạng phân bón lá cả gốc rễ luôn. Có kích ki xanh, kích ki đỏ. Còn đây là thuốc Bencola này. Bencola này thì diệt trừ những cái bệnh như là những cái con sâu như là bọ trĩ hay là cuốn chiếu ấy. Các bác phun vào là không thấy cuốn chiếu nào luôn. Bây giờ mấy cây nó bị bọ trĩ nó ăn lá nó xoăn xoăn lại này. Đấy. Rồi, cảm ơn các bác.